Thưa quý vị và các bạn, hành trình quân đội chung tay vì người nghèo là một trong chuỗi những hoạt động được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát động trong dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày Quốc phòng Toàn dân. Chương trình ý nghĩa này được các đơn vị lực lượng vũ trang hưởng ứng bằng những việc làm thiết thực, góp phần tô đẹp hình ảnh người lính Cụ Hồ trong thời kỳ đổi mới. Hưởng ứng chương trình quân đội chung tay vì người nghèo, Trung đoàn 254, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức những cuộc hành quân ra ngoại, chung sức giúp người dân các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đơn vị đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia lao động dọn dẹp vệ sinh, làm đường giao thông, tặng quà cho những gia đình chính sách. Bên cạnh đó, đơn vị tổ chức tuyên truyền, vận động người dân phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, bài trừ hủ tục lạc hậu và chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để nâng cao thu nhập. Những hoạt động rất thiết thực và ý nghĩa của người lính đã để lại hình ảnh đẹp trong lòng người dân nơi đây. Cảm ơn các chú bộ đội đã vào thôn này để tạo điều kiện giúp dân ở thôn chúng tôi để mở được hai cái lối đường đấy, đi vào thôn bản cho các cháu đi học nó thuận tiện hơn. Vận động bà con nhân dân chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tuyên truyền thực hiện nếp sống mới, xây dựng nông thôn mới. Qua đó góp phần xây dựng hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Chỉ tính từ đầu năm 2018 đến nay, lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể ở địa phương tiến hành tu sửa 40 km đường giao thông nông thôn, đổ bê tông được hơn 20 km đường nông thôn, mở mới 4 km đường. Ngoài ra, trong dịp này, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang cũng tổ chức rất nhiều hoạt động tham gia sửa lớp học, nạo vét kinh mương, khám chữa bệnh miễn phí tại những xã khó khăn trên địa bàn tỉnh. Người lính không chỉ vững vàng tay súng để bảo vệ vững chắc chủ quyền biên cương Tổ quốc, mà còn trở thành lực lượng tiên phong trên trận tuyến giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo. Qua hoạt động đó thì là cái đã nâng cao cho nhận thức và trách nhiệm đấy cho cán bộ chiến sĩ của lực lượng vũ trang tỉnh và nhận thức cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai chúng ta về cái hình ảnh của bộ đội Cụ Hồ, về bản chất truyền thống vẻ vang của quân đội trong suốt 75 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành. Hình ảnh người lính Cụ Hồ đã in đậm trên khắp các bản làng ở Lào Cai với hàng loạt những mô hình, chương trình hành động thiết thực, góp phần xây dựng mối quan hệ quân dân thêm gắn kết. Những việc làm tình nghĩa đó đã ấm lòng đồng bào các dân tộc, tạo dựng một niềm tin mãnh liệt, củng cố được thế trận lòng dân trong thời kỳ mới.